Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van tiết lưu trong hệ thống lạnh. Cấu tạo gồm có màng van tiết lưu, phin lọc, thân van tiết lưu, vít điều chỉnh năng suất lạnh và đường ống dẫn môi chất lạnh đi qua. Nguyên lý hoạt động của van tiết lưu là khi môi chất lạnh đi qua van tiết lưu ở áp suất cao được gọi là áp suất PK. Sau khi môi chất đi qua van tiết lưu, khi đó áp suất môi chất sẽ được giảm xuống do những dòng xoáy của đường ống bị thu hẹp và ma sát mạnh được sinh ra. Và sau quá trình đi qua môi chất được giảm xuống đột ngột từ áp suất PK về áp suất P0, khi đó môi chất lạnh được sinh công và làm lạnh cho dàn bay hơi. Vừa rồi tôi đã giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của van tiết lưu trong hệ thống lạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.